Thưa quý vị, với mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động bảo vệ môi trường, hình thành thói quen lối sống xanh, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Thọ Tây đã tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng và thực hành mô hình ủ phân bón hữu cơ từ rác thải sinh hoạt, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân cùng tham gia bảo vệ môi trường tại khu dân cư. Cách ủ phân bón từ rác nhà bếp có thể sử dụng hầu hết các nguyên liệu là các phế phẩm tận dụng mọi loại thức ăn thừa như cơm, rau củ, quả hư hỏng, vỏ trái cây, bã cà phê, bã chè để ủ phân. Khi thực hiện đúng kỹ thuật ủ và xử lý bằng chế phẩm sinh học, sau hơn 2 tháng sẽ thu được thành phẩm không bốc mùi hôi thối, vừa bảo vệ môi trường, vừa có lượng phân rất tốt cho cây trồng. Với cái giá phân bón hiện tại là rất là cao, rồi làm cho chi phí sản xuất của người dân tăng lên. Phân bón hóa học thì nó sẽ gây chai đất này và nó ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Thì việc mà áp dụng cái quá trình ủ để người dân tự sản xuất phân bón thì giảm chi phí 50%, đồng thời là tăng có quá trình bảo vệ môi trường cũng như là tăng chất lượng cho các cái sản phẩm đầu ra. Thay vì vứt bỏ rác thải sinh hoạt, rác nông nghiệp như trước, thì giờ đây chị em có thể tận dụng rác để làm việc hữu ích. Với mô hình này, người dân có thể chủ động được nguồn phân hữu cơ thường xuyên để bón cho rau màu, nâng cao độ phì nhiêu của đất, tiết kiệm chi phí sinh hoạt, đồng thời hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường. Cô rất thích cái tập huấn về men vi sinh này và cô cũng làm vườn rất là nhiều mà cái nguồn phân rất là khó. Bây giờ là làm cái này rất là hay, có thể còn dễ mà. Dễ làm và cô sẽ làm. Khuyến khích hội viên phụ nữ tham gia vào cái công tác bảo vệ môi trường thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng đã có những cái mô hình rất là cụ thể. Bên cạnh đó là cũng có mở các lớp tập huấn về ủ phân vi sinh, tận dụng những cái phế phẩm, những cái phụ phẩm nhà bếp để tạo ra những cái sản phẩm không có độc hại. Điều này rất là thuận lợi cho chị em phụ nữ. Không chỉ riêng mô hình ủ phân sinh học từ rác sinh hoạt mà trong tương lai sẽ còn rất nhiều mô hình xanh khác được lên ý tưởng và ươm mầm từ những đôi bàn tay khéo léo của cán bộ hội viên phụ nữ Hòa Thọ Tây. Đó là những hành động thiết thực của phụ nữ Đà Nẵng, góp phần tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nền nông nghiệp tiết kiệm, an toàn và bền vững.